là đi lên. Được chưa? Né qua đây. Được, né qua đây. Ngồi thấp. Có lẽ là không lấy được thánh giá. Chấm cho nó chấm nhưng mà nó chấm ra luôn bằng ban chân ra luôn. Rồi mà tất cả nhìn nha, nè, 2 3 cái nữa cho xin cho mình nha. Rồi 2 3 thả tim, thả tim. Bằng máy ăn đó hả? Rồi, làm vậy. Cha có mấy đó rồi, mấy đó rồi. Chụp với cha lên, muốn lên. Rồi xứ lên, chuẩn bị sẵn lên đứng cái cảnh già đi, trong đó mới thời gian đi lên sẵn cảnh già đi. Cái này mình thời gian tập hợp đi, anh ơi tập hợp với xứ mình bên bên cảnh già đi. À, chụp hả? Ủa hại, canh sẵn đi. Xin mời một tháng 2.
Quỹ đâu? Quỹ đâu? Rồi, ra đây. Chụp cho chị chụp. Ông Hảo à, ông cấy cỏ, anh Sơn cỏ. Chụp đứng á, chụp đứng lên. Còn chụp ngang rồi. Dạ chưa. Lâm ra rồi anh Lâm ơi. Rồi rồi tất cả nhìn ra. Rồi còn xíu nào nữa. Chụp ra thì với hai chàng là đứng sẵn đi. Chúng tôi là cầm đứng, cầm đứng vậy gì? Đứng đứng rồi tôi lấy được khánh giả. Đứng rồi đứng rồi. Bữa này được kia, là gom lại nữa. Hai ba. Thôi. Rồi. Lên 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 lại lên. Đứng sẵn đi. Vào lên Nam đây kìa. Rồi chị lên rồi Nam lên. Thắng mẫu lên. Lên lẹ lên kìa. Rồi lên kìa lên. Còn một người chụp thành viên mới chưa. Rồi chụp nha. Rồi 2, 3. Rồi xong. Có lại. Rồi lại có được không? Được không? Được chưa? Hai tấm à? Tại vì thấy cái khung ảnh đó mình không biết sao. Tại vì cái khung nó cắt ngang như vậy được rồi. Tại vì nó lấy nữa thì không thấy thấy. Trên trần thì người nó nhỏ lắm. Tại vì nó bị cắt ngang đây không hiểu là nó. Đó. Thấy từ đẩy lên. Đánh giá ta lấy luôn chứ tự nhiên là cái chữ lấy đâu rồi. Nhưng mà đây nó có một cái khung nữa mình chẳng biết cái khung đó sao. Trong cái khung hình đó, mình tưởng là nó đủ rồi. Nè, chính là...